Rồi, kia là cô tô cho anh chị nha. Đó. Hôm nay là tiếp tục săn bắt hái lượm. Săn bắt hái lượm nha. Đó. Bắt nhím nha. Bắt nhím, bắt nhím. Đó, bắt nhím, bắt bằng hơi nha. Tỷ chiều xuống bạn ha. Cũng đông người bắt ngoài kia lắm bạn ơi. Hôm nay mà mình đi. Đây á. Đi quá trời đó. Hôm nay bờ biển này nè anh chị ha. Ở đông lắm. Đông. Ủa người ta túp ở kia luôn kìa. Nó tắm nó chơi ha, biển nó chơi ha. Đó, mình qua cái bạc bên kia kìa, mình bắt nhím. Thì chị xuống xuống thấp mà, hôm qua xuống thấp nữa kìa, hôm qua mình đi bắt nháy đi rồi. Đây này. Qua đi dân lại ha, săn bắt hái lượm cực kỳ dễ ha. Đấy là cứ bắt thôi. Nhưng mà nhím biển là tha hồ. Này mình đi quay tiếp cho anh chị coi. Giờ là đúng rồi, xuống dưới bắt khoảng 15 phút rồi. Đại rừng vàng biển bạc phải đâu mà sao nghĩ xong rồi hết được ha. Này nhím biển thôi rồi hả. Mình quay nên cặp vợ anh chị, mình quay hơi ngược nắng anh chị, rồi đi mình đi hướng này, đậu xe bên kia, bên kia nó bãi đậu xe nó đang sửa chữa lại hả. Mình đi ngược này lên này 20/10 cho nên mình phải làm bữa ăn bữa nhím tặng phụ nữ ha. Ăn nhím biển khỏe lắm bạn, tốt ha, dinh dưỡng, những biển thiên nhiên đây. Đó bạn ha. Hồ bơi bạn, bên này là hồ bơi. Hồ bơi nhìn ra biển cũng chill phết ha. Hồ bơi nó xây sát biển luôn nè, cho mình nè. Đó. Mình cứ đi thông thả mình đi ra từ từ từ. Đi dân cuộc sống bạn ha. Cảm ơn chị đăng ký kênh của mình nha. Kênh mình chia sẻ cuộc sống nhân dân, có gì mình chia sẻ đó. Anh chị nào có thắc mắc gì về cuộc sống nhân dân thì cứ nhắn tin mình. Mình trải nghiệm nhân dân cũng gần chục năm rồi. Mình tìm tòi ha, qua đây tìm tòi trải nghiệm rất nhiều thứ. Cho nên anh chị nào mà muốn biết thêm thì cứ liên hệ mình. Ui da, có ai ngoài kia rồi kìa. Mà đông. Đông quá trời đông. Ta đi ra chỗ đó, ngoài đó. Rồi, chị nha. Để ta đi xuống nha. Đây, ta đi xuống đây mẹ. Ta đi xuống mày nha. Từ từ nha. Đá rất là trơn. Không phải trơn mà nó là. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống dưới phân chia. Mình đơn giản đi cầm cái túi ra được à. Từ từ thông thả không có gì vội. Tiếp tục ha, bây giờ mình đi hành trình đấy, tìm nhím đây. Ở đi chị ha, thông thả mình đi thôi. Đây thì ngoài kia chắc ta bắt cái gì ta, biết ngoài kia ta bắt cái gì nhưng mà không biết nào. Dạ chim cứ ra ngoài ba, đang có gì đâu ơi, đang có gì đâu, ra ngoài đi, cái là xa có ánh mắt gần bờ là có ít lắm. Con cua to chạy mất tiêu thì chị ha. Đây mình là New Zealand, mình là khu này, khu ở New Zealand thì chiều xuống là hải sản rất nhiều, nhím biển rất nhiều. Đi mình quay cho anh chị xong cái mình em mang bao tay vô mình bắt. Bắt xong mình quay cho anh chị coi tiếp nha. Chứ vừa quay mà vừa bắt thì mất hết năng suất. Nhiều người bắt bạn ha. Ta đi xô xô túi túi quá trời. Ra ngoài này em ơi. Nhiều người đi bắt rồi. Thấy tiêu xuống là nhiều người bắt lắm. Coi thấy ai nha. Đó. Không biển cạn cạn gì không? Thì chiều xuống nó cạn cạn như này. Rất là dễ bắt, rất nhiều. Đây nhiều lắm. Cạn cạn như này. Tha hồ. Đó, mình đi hướng này, mình ở đây. Đó, cái bụt đá đó. Đó có. Ta đi bắt sức tập còn ngư sao. Mình bắt nhím. Thôi. Đó vậy.
nha. Đi qua đây. Đứt quá. Đó, nè. Ví dụ như nếm biển nè, thấy không? À, nhím đây. Đó. Quá trời đó. Bây giờ mình bắt nha. Anh chị ấy nha. Đó bạn ha. Đây quá trời. Này mình mới quẩy lên nè. Nè, nhím nè. Đó. Ổ ổ từng bay luôn các bạn. Đó không? Nè. Đó, quá trời nè. Đó. Quá trời luôn á. Đó nè, nè. Rồi. Đó. Ê nè, lấy cái lại bắt này tha hồ các bạn nha. Đúng cái bay nó rất là nhiều đó. Bạn coi tiếp nha, này mình tha hồ nha. Đó thì tí được túi rồi đó. Rồi bạn ha. Đi tí xíu chứ mấy. Chứ được. Ờ, nhím nè. Đó. 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 Năm con này, sáu con này. Bảy này. Con to đấy nha. Quá trời, thấy không? Nè, mình quay cho anh chị coi. Đây, nè, nhím nè. Con nè. Ôi ôi, quá trời nè. Bạn nguyên ổ đây, nguyên ổ nó đâu ba. Nó ôi. Nè, nguyên ổ con. Nè, nguyên tảng đá nè. Đó, nhím nè. Không hình hình sống lâu đời mà hình năm lúc đã không ra được. Đó, đó. Ba mẹ mình đây. Ô nguyên cái bụng mình nè. Nguyên bụng nước này đầy luôn nè. Trời quá trời luôn anh chị. Ví dụ như mình quay xa xa. Ở nào mà có con nào xa xôi không? Sao sợ nhìn không rõ hả? Đó, thấy không? Đó, nhím này đó. À, nó bắp vô đó. À, quá trời. Đó. Nhìn đó anh chị ha. Đây, à, rồi, biển nè. Đó mình chi ra cái này kia nha. Hồi như nước biển vô lại quá, như nước biển lên lại rồi. Đó. 25 con người. Anh chị không? Đã quá, ba miệng qua đây. Nè, bên này con to bên này. Dù như con bắt mình bắt lên anh chị coi nha. Ủa kia. Cái cây bắt mình đâu ta? Cái bắt cái xanh gì ra. Ờ, xanh con đấy. Quăng quăng quăng. Nè. Đó, này. Con anh chị không? Ừ. Nó bám bạn. Nó bám. Đó. Thấy không? Đây con ổ nó nè. Đó. Bự chưa? Đó, ổ nó nè. Đó, xung quanh này ổ nó không nè. Ừ. Đó. Người nào nhiều con? Người nào nhiều con? Tha hồ hả? Ôi trời đấy nè. Con có luôn ạ. Tha hồ. Quan trọng là về chịu khó làm nữa. Đam mê mà ha. Mình ngư dân biển. Ừ. Cũng được ha. Rồi ok, được rồi. Chưa, mình mới khám 9 con. 9 con số được rồi. Bánh nhiều thì về cũng được nhưng mà thôi làm hơi nhiều. Đó. Đó, ok ha. Đó mình chỉ đi mấy bên kia bằng mấy bên chim nào đậu đậu nè. Con này mấy chim nào đậu là có ốc bao giờ kìa đó. Nhiều mẹ ốc à. Ờ anh chị nha. Anh chị theo tiếp nha, coi chứng minh nha, theo chứng minh nha. Các bạn ha, mình mới bỏ mấy người nhím lên xe. Giờ đang ngồi chờ ba mẹ mình. Ba mẹ mình vẫn đam mê làm bắt bắt ốc. Rồi, các ba mẹ này mình giúp mẹ ba. Đam mê bắt ốc. Đây. Không phải ba mình. Ngoài mà tuốt này nè. Có tuốt qua này đó. Đó, ba mình vẫn đam mê gọi là kiếm miếng ốc mà. Đó, chung là ốc cũng vui chị. Đây bạn Cường đam mê. Đây 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 đây. Đó, ba mẹ mình đây. Đây đây. Anh đam mê bắt miếng ốc. Nhím ở đây rồi. Nhím mà mọi người maximum được 50 con. Nhưng mình bắt còn hai mấy con được rồi. No. Đây biển của New Plymouth anh chị nha. Đơn giản. Biển mới lên mặt dễ thương nha. Đẹp. Yên bình. Rất là yên bình nha. Đây khu mình ở anh chị. Để hồi đó mình tính di chuyển thành phố khác nhưng mà thôi mình thấy New Plymouth cũng lại yên bình nên mình quyết định quyết tâm ha là mình ở đây. À, yên bình, cuộc sống yên bình ha các bạn ha. Mẹ mình vẫn đam mê các bạn. À, đi đây nói chung là chuyên gia về canh nông ngư nghiệp đó. Đây nè đó, chuyên gia về hải sản đó, đi coi đó. À.
qua đi doanh thích lắm bạn. À bên này thị trường xuống là ra biển, cái gì cũng có, món gì cũng có. Cua là tụi nó đi một tí xíu, làm nửa tiếng là một số. À, đi doanh là vậy anh chị ha. Qua đi doanh nó sẽ đói, làm gì sẽ đói được. Cua về xay ra nấu canh ăn cực kỳ ngon luôn. À, qua bên này đó. Đây người đi. À, thấy không? Bảo ngư là mẹ lật đá lại mới có. À, đây. À, vẫn đi tìm tòi ha. Cuộc sống New Zealand anh chị ha. Rồi lần nữa anh chị nào muốn tìm hiểu thông tin New Zealand thì liên hệ mình nha. Mình biết gì mình nói đó, chứ mình không phải là, mình cũng không phải là tư vấn viên, mình không có gì, mình chia sẻ cuộc sống thôi. À, có gì anh chị cứ nhắn tin trên YouTube của mình, mình biết gì mình chia sẻ đó, giúp anh chị rút ngắn lại khoảng cách ha. À, mình biết là thông tin, mình gửi link thông tin cho anh chị tự đọc, nhưng mình không đi thâu vào chi tiết. Ví dụ như anh chị hỏi thông tin về visa du lịch thì mình gửi cái email, cái website visa du lịch đó, anh chị tự đọc, tự tìm hiểu đó, mình không thể đọc chi tiết được nhé. Rồi cảm ơn chị nha, nên mình về mình lấy con nhiễm biển mà mình làm xong mình bóc ra mình nướng mỡ hành, bóc lạc cho nó ăn thơm ngon thôi rồi. Đó các bạn ha, sau khi bắt về đây đóng nhiễm biển luôn. À bây giờ công trình của mình là sẽ lấy cái trứng ra và bắt đầu là mình nướng mỡ hành. Rất ngon, bổ dưỡng chị ha, 20-10 ăn cho khỏe anh chị ha, phải tâm bổ dưỡng, tâm bổ 20-10 nha.